Vào lúc 18 giờ 30 ngày hôm qua mùng 1 tháng 8, cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng C48 Bộ Công an đã bất ngờ ập vào trụ sở đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa, dùng súng khống chế và bắt giữ kiểm lâm viên Lê Đức Hải công tác tại đơn vị này do tình nghi có hành vi nhận hối lộ. Theo đó, vào 21 giờ 30 ngày 31 tháng 7, sau khi nhận được tin báo qua điện thoại, có xe ô tô biển số 37C06012 vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép từ Nghệ An qua Thanh Hóa trên quốc lộ 1, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa đã cử một tổ công tác đi làm nhiệm vụ. Đến 9 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, tổ công tác do ông Lê Đức Hải làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe trên tại khu vực cầu sông Lý, huyện Quảng Sương. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở gỗ sẻ dáng hương thuộc nhóm 1 nhưng không có thủ tục vận chuyển nên đã yêu cầu đưa phương tiện và số gỗ trên về trụ sở để kiểm tra cụ thể. Tại đây, trong khi ông Hải báo cáo sự việc với cấp trên, ông Nguyên, tự xưng là chủ lô hàng trên đã đề nghị xử phạt hành chính và ủy quyền lại cho ông Lê Đức Hải được nộp thay tiền phạt. Khoảng 15 phút sau, một người mặc thường phục vào giằng co với ông Lê Đức Hải, làm ông này bỏ chạy lên tầng 2. Cùng lúc đó có lực lượng cảnh sát C48 mặc thường phục đeo băng đỏ ập vào, truy hô bắt giữ ông Hải. Qua kiểm tra tủ cá nhân của ông Hải, lực lượng chức năng thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra tại chậu cây cảnh trên tầng 2 trụ sở đội kiểm lâm cơ động còn phát hiện hai cục tiền khoảng 100 triệu đồng. Sau khi niêm phong tăng vật hồ sơ, ông Lê Đức Hải cùng số tiền thu giữ được đã được đưa về Hà Nội để phục vụ điều tra. Theo một số nguồn tin, chuyên án này được C48 thành lập để điều tra những tố cáo liên quan đến việc đội kiểm lâm cơ động số 1 Thanh Hóa thường xuyên có hành vi nhũng nhiễu, gạ trung chi các xe chở gỗ đi qua địa bàn.